lắp kính nhắm thôi. Em tôi cũng không hiểu nó game nó không sửa lắp kính nhắm luôn. Kiểu hack có tỷ lệ thắng là 3.64. Lắp kính nhắm thôi. 3.64 trả lại không lấy. Tôi không cần biết là mấy ông kia đánh gì luôn ấy, các bạn phải lấy. Unix để tham tham để thủy, nhưng mà để thủy có ngon. Nhà này có Nasus khỏe thế, mình chả kích được hệ gì, hơi bị đen. Mua thượng rồi. Này khá mạnh thôi rồi, không bị nát quá. Dự đoán ai top 8 100k vui vẻ. Là sao dự đoán ai top 8 mà nhỉ? Trong cái lobby này á. Hay như nào? Mẹ gấu đứng từ xa tích một giao tranh khoảng 20. Anh chị FF nhận 200k. Ờ đúng. Tự nhiên lại có 100k, gần đéo gì điểm. Điểm có bỏ vào bụng để ăn, để no được không? Không à? Thế thì tell me goodbye. Ui, nó còn set được random quả đồ. Còn một đo đi đóng giày mà. Sợ nhờ. Ai thế đi giết được con khác nhỉ? Giật chết cái sao không ta? Giật chết cái sao hay thế nhờ? 41 số. Về. Lấy cung thôi. Giờ dự luôn thì nó cũng hơi vội vàng không? 51 số về. Nhà này trâu này, liệu mình có tích đủ số không ta? Rất thích những nhà nào trâu bò như này nhá. Đủ số thì ngon quá, có tiền lãi mà chắc là không đủ. Trông vậy nó trả trâu đến đấy, cho mấy con khác thì toàn một sao à. Hay như con rắc đánh cho mình né tránh kìa. Nhà top 8 tôi nghĩ khả năng cao là nhà này. Hết tiền nó phế à. Ấn băng hộ cũng ngon hơn, nhà này cũng giữ máu được hơn à. Chọn nhà này đi, Aurorium đi à, cho vào Nasus nè. Nasus là tử tế nhất rồi. Có hộ pháp, lớp giáp hộ pháp to hơn. À, đánh vào cái thông đạo. À, vào lì bè đẹp tín thế. Bây giờ kim long, tôi không biết là kim long ngon. Cái này quan trọng vẫn là đấu trường hạng ruồi thôi nhỉ. Đấu trường hạng ruồi thôi. Chưa gì là hỏi có Yone hay không. Các bạn vẫn giữ máu được mà, chẳng qua gặp nhà kia mạnh quá, chứ còn gặp mấy nhà này tôi vã chết ngay cái gì đâu mà. Cái đéo gì sờ quên level 6. Má. Trời sinh top 1. Vãi cả nồi xuống quên level 6 ạ. Tưởng vãi nồi. Cái xẻng rác càn. Chưa thấy Yone đâu á, thì đã roll miếng nào. Tại vì tôi biết là con gấu ấy đép được máu là một, và thứ hai là con gấu còn farm cho mình thêm một mảnh nữa mà.
Dép tốt vãi cả trưởng là mình đổi mình tìm Yone làm gì, Yone đâu có giúp các bạn được cái gì đâu. Đây ai gọi nê đấy, có nê đây, có Olaf luôn, chưa gì đã khóc thuê cho Yone rồi. Cái gì nhá, thiếu con gì, 4 chiến binh này. Ai gọi nê đấy, có nê đây. Bài này nó lỗi ở chỗ là các bạn thấy không, một sao nhá, chém bay mẹ đầu bên kia luôn. Hai sao là đủ khỏe mid game rồi mà. Thế là xong có gì đâu. Rồi kiếm Yone 3 thôi mà. Yone 3, Bram 3, ngộ không 3 cũng được. Tại vì mình có đấu trường hạng ruồi. Và mình giàu mà. Khá chắc là đổi lại không cần đâu. Tại vì mình kiểu gì mình cũng full 3 sao được mà. Roll đi. Đồ long à. Phước lành vũ trụ hay đồ long? Chắc phước lành nhá, nó đơn giản dễ chơi hơn. Thật ra tôi cũng thích đổ long lắm, nhưng mà đổ long mình có vừa không ta? Đổ long luôn đi, bốn đổ long. Đổ long cũng ngon mà. Nó có phước lành, nó có một cái lợi là ví dụ các bạn đánh với AP ấy, thì các bạn chém, các bạn hồi đầy máu lên ấy, nó cũng rất là ngon. Cái con Zyra này khó chịu thế. Sao đổi lại vị trí một tí vậy. Nhà này roll hết tiền rồi. Bài ấy có gì đâu. Bài này đồ như thế này các bạn nghĩ làm gì được. Top 8 chặt luôn. Còn đánh thua cả nhà Zyra này chứ. Thằng Zyra này nó cũng top 8 à. Khổ lắm. Cộng 100k nó nhiều. Kìa chém kìa, má chém điên vãi nồi. Lấy cái gì bây giờ các bạn? Bàn tay, có Yasuo này. Khó thế, tôi nghĩ là bản Yasuo đấy. Ngộ không 3 nó phải hơn Yasuo 1 chứ. Ít nhất là với cái hack mình đang có ấy. Và nó còn là đồ cho Yone hoặc Olaf nữa ấy. Bỏ Leona chạy Yasuo thì 5 chiến binh, các bạn bỏ mất ám luôn, mất ám, mất trừ giáp luôn. Con này có nhảy được vào Yone không? Vẫn nhảy được luôn. Mấy nhà này roll hết tiền rồi còn bị nhà mình chém bay mẹ đầu, sợ vãi nồi. Khách vô lý như này mà Riot họ để nguyên. Bị ba choáng được 1,5 giây. Game này chưa đơn giản, ra linh hồn rồng 80% top 1 á. À thì đúng nhưng mà cũng không đúng, tùy lúc thôi các bạn. Ví dụ các bạn đang đếp cẳng lắc kính nhánh ra linh hồn rồng thì các bạn đâu có chọn đâu. Đánh bài Trung Hòa thì mới ra linh hồn rồng 80% top 1 được. Thêm đam ngộ không này. To hơn đam Olaf. Khá khá mà còn có choáng nữa. Mà là một cái xác để cover nữa. Nếu mà đây là Yasuo nó sẽ chạy đi. Phải có diệt, meta đéo có diệt, vứt con mẹ đi. Nhưng mà diệt cái kiếm súng thì sao này? Diệt với dắp lửa, ok.
Ai, con này ơi. Khó nhở. Tại mình có một sắp thiên nhiên nên là mình có thể tự tin, mình chịu được à? Liên tốc đánh mà. Ừ, liên tốc đánh ngon mà. Này thì Sway, này thì Rengar, ăn một choáng mồm. Rengar bắt nạt tao lúc tao chơi pháp sư à? Rồi mày phải trả giá. Rengar, này thì Rengar. Được đây rồi, 100k, có tiền nhá. Đúng chưa? Trời ơi, tao bảo rồi mà. Tại sao tôi có thể đoán chuẩn được như thế? Bởi vì TFT baby. TFT bây giờ nó đúng cái công thức luôn mà. Hack như thì cút. Chứ có cái đéo gì đâu mà khó đoán. Các bạn không phải lỗi của ông ấy mà hack ông ấy xấu một phần, không phải lỗi một phần ấy. Sẽ có những lúc mà hack ông ấy xấu thật. Nhưng mà nhiều lúc các bạn phải chọn hack ít xấu nhất thôi. Xong các bạn đánh đến top 7, các bạn không bị top 8 thôi. Này thì dây A2, rồi đây 1 chém bay mẹ đầu. Check anh Long ơi, đây rồi, nhận được rồi. Cộng ngay 100k. Cảm ơn tiền nhá. Thắng được nhà này không ta? Chơi bay mẹ đầu cái gì nữa. Ứng biến, hello. Ông ở nhà đấy 9 các bạn. Ồ, Phan cầm máy chiếu. Mới vô thấy lắp kính nhắm là biết top 1 à? Không, nếu bạn không quá đen thì là top 1. Đen quá thì chịu, đen quá thì chờ cứu. Nó thẳng luôn mà, các bạn đánh xong các bạn đéo roll ra vô nê luôn. Thì cút chứ có gì đâu mà. Tiếp ti giờ nó là như vậy, nó mất đi tính chiến thuật vốn có của nó rồi. Nên là hơi buồn thật. Thử chiếu tôi làm quá ai đâu. Quan tâm chắc. Zone mà cấp pro. Ở rank cao tao đun vào trong một đêm chí đấy. Có sống được không? Ở chứ trận này có giáp thiên nhiên. Giáp thiên nhiên thành ra mình quá mạnh luôn. Rôn ở 6 nhưng mà tỷ lệ à, nhưng mà lại có 7 quân. Hắc não nhờ. Thôi được rồi. Chiếu hai con này. Chiếu những con chắc chắn chiếu được thôi mà. Quên mất rồi để lên trên. Nhưng mà cái vô hạn tầm đánh nó vô học thật. Người ta gọi đấy là TFT baby. Tức là khi mà các bạn ra hack đẹp nhá, các bạn chẳng nghĩ gì cả. Ít nhất nhá, TFT nếu mà đúng logic thì khi các bạn ra hack đẹp thì các bạn sẽ có lợi thế hơn người khác. Nhưng các bạn vẫn sẽ phải tính toán làm sao để top 1 ấy. Nhưng mà TFT đến phiên bản này nhá, nói thẳng luôn là phiên bản mà đi đánh giải thế giới, vòng loại các khu vực, nó vẫn như này. Nó thật, nó vẫn như thế này thì tôi hỏi các bạn là cân bằng nó ở đâu vậy? Ila 3 thì có khi là mình không ăn được thật. Ôi, giờ mình phải roll hết Ila thôi. Chém những cái máy điện. Mình gặp nhà đầu hàng, nó gặp bóng của mình à? Đâu hai thằng cùng gặp nhà đầu hàng. Một lượt miễn phí à? Top 1 level 7 à? Chuyện bình thường mà, gì đâu. Top 1 level 7 là chuyện bình thường các bạn. Nó xếp Nila ở đâu thế mà, Nila ăn 2 chém chết luôn. Nó phải lên Nila 3 nhanh lên thì mới ăn được mình, không thì mấy dao chém nó chết rồi. Rồi xong. FF luôn à? Mẹ cái game nó đỏ rồi chết luôn mà. Ôi, 6 chiến thinh. Nó lại là vô địch.
Đẹp chưa? Đã Yasuo gọi là chiến binh. Đỡ đi. Mỗi thằng hai chém. Đỡ đi. Nguyên sàn. Một giao tranh đã chết luôn rồi. Red. Cả những bài như này nó bị lỗi quá ấy. Chúng ta thì có thể điều chỉnh cái nhắm về cộng 2 tầm cộng với cả một số lượng tốc độ đánh nhất định mà. Thì nó coi như là ấn xạ tiễn ấy. Thì nó còn đỡ lỗi hơn ấy. Chứ các bạn đứng góc này các bạn chém ai đỡ được. Đứng góc nó quá an toàn ấy các bạn. Cho bọn chiến binh ấy. Chị. Cái bài này nó bị nớp rồi đấy. Nhưng mà nó vẫn kiểu vô lý quá.